Rồi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng dụng cụ Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em 0334 830 843 hoặc là Zalo. Xem video thì bấm vô chọn chế độ HD để xem cho nó rõ mấy cái sản phẩm mình cần xem. Theo dõi cái kênh thì bấm vô đăng ký kênh để theo dõi mấy cái video mới nhất. Hôm nay là cái video 26 mình giới thiệu mấy cái món đồ như chảo nè, nồi, có cái nồi áp suất với cái bóng đèn của Nhật, công suất nó tới 500W, một bộ dây ống hơi nè, máy chảo chảo của Pháp. Đây, đầu tiên em giới thiệu cái cho nó gần lại tí. Đây là cái đèn. Cái đèn bóng dây tóc nha anh em. Cái size nó rất là lớn luôn. Đây. Cái đường kính của cái bóng nó khoảng 16 cm. Bóng dây tóc có công suất là điện xài điện 100V 500W. Do Nhật sản xuất nè, bóng. Còn cái chá này nó tải được tới 250V 500W. Là anh em đứt bóng này, ví dụ xài lâu rồi đứt thì nó hai cái bóng 220 vô xài. Đây nó có cái cử để mình kẹp vô cái bàn nè. Cái tô kẹp vô bàn. Nó hiệu là Thanlay. Cái dây này, cái bộ dây này rất là lớn. Đây bộ dây nè. Bộ dây rất là nhiều luôn, nặng luôn. Bộ dây này nó là 125V 15A. Nó dài khoảng 12 mét nha anh em. Dài 12 mét. Ở đây nó bị đứt một chỗ nè. Bên Nhật người ta xài rồi người ta quấn lại. Chắc nó bị đứt đó anh em. Giờ mình cắm điện vô thử nha. Thì nó sáng không nè, rất là sáng luôn á, nó rất là nóng luôn, công suất 500W mà rất là nóng tay luôn. Ok, nóng luôn, nóng cái thép này luôn, cái sắt này, cái khung sắt luôn, bảo vệ nè, nóng luôn nè, công suất rất là cao luôn, 500W. Mã số 12601, bóng đèn 500W, giá là 800.000. Tiếp theo là cái bộ ống hơi nha anh em. Đây là bộ dây hơi. Bộ dây hơi ống này là nội địa Nhật anh em. Bố rất là dày luôn nè, nó chống gãy luôn nè, bẻ nó không có gãy. Nó cứng luôn, nó có lớp bố. Đây. Đây nó có lớp bố nè. Đo cái lỗ cho anh em coi nha. Nó tầm 6 mm vậy. Đây. Lỗ nó là 6 mm. Cái đường kính ống là 14 cm. Ống 14. Lỗ 6 mm. Dây dài 9,5 m. Đây, ống hơi có mã là 2602, giá 600.000.
rất là dày luôn. Dây này nó chống gập nè, bẻ nó cũng không gập, nó có bố là dày cứng. Tiếp theo là em về cái bếp. Đây cái bếp áp suất, đây cái nồi áp suất này nè, nó rất là mới luôn. Đây không biết là xài chưa nhưng mà rất là mới, như là chưa xài nè. Cái đáy đây còn đen luôn. Đây là dạng bếp áp suất, dạng nồi áp suất, nó có chỉnh thời gian nè, để anh cắm điện cho thử nha. Đây là cái chui điện đó nè, nó cắm về là nó hết giờ thôi đó, rất là dễ cắm cho mình an toàn. Để mình đem cắm vô rồi chế nước cho thử nè. Đó, cắm lên điện rồi nè. Đây mình chọn được cái thời gian, nghĩ nó là thời gian á, nó cho mình chọn lên tới 30 phút. Đây 30, đoán là 30 phút. Rồi lúc này là bắt đầu nè, lúc này dừng rồi các bạn ơi. Để chế nước cái thử thôi, cho nước lên. Anh đang cắm điện rồi, giờ chế nước vô bật lên thử. Chế nước rồi nó bắt buộc phải mình phải đóng kín cái nắp này rồi nó mới mình mới được bật nè. Về cái van gì đó phải đóng lại nè. Rồi đóng lại đây, rồi giờ chọn thời gian ha, chọn 3 phút rồi đầu thử anh. Cái nồi áp suất này ba có mã là 2603 nha, giá bán 1.200.000 nữa nè. Rồi bây giờ mình để cái nồi đó đi, mình tiếp cái món tiếp theo nha. Đây tiếp theo là cái chảo, đây em có hai cái bộ chảo nè, bộ chảo hai cái. Đây là chảo của Pháp nha anh em, đây là made in France nè. Chảo này xài điện từ, bếp từ á, rất là dày luôn, đấy nó dày, chảo của Pháp. Đây cái chảo lớn là 28, cái nhỏ là 24 anh em. Nè cái lòng nó thì cái này đã qua sử dụng xài rồi, nhưng còn nước men nè, nó cũng còn nè. Nói chung hàng Pháp thì chất lượng chắc anh em có thể sợ. Cái chảo này mình sử dụng là đi kèm với cái cây này nè, cây này cây bắt bắt chảo bắt nồi đó. Mình mở ra vậy, bấm vô cái nút này mở ra. Ok, là bỏ cái chảo này lên nấu trên bếp rồi, nó sôi nó chín rồi, anh em đập này vô bắp lại nhấc xuống nè, nó như cái quay vậy đó, rất là chắc luôn đó. Đổ xuống rồi, xuống rồi cái bấm nút vô lấy ra đó. Chảo lớn nó cũng như vậy đó.
Okay. Cái bộ chảo này có hai cái, mã là 2604, 650 ngàn. Bộ chảo kèm cái cây bắt chảo nè, bắt bếp, cây bắt nồi. Tiếp theo là mấy cái chảo của Pháp luôn nè. Em về ba cái chảo, ba chảo có quai nè. Đây. Chảo này Tây Phan. Tây Phát của Sự Phan luôn nè. Mấy đi Sự Phan nha. Ba cái. Đây. Ba cái phân sờ hết nè. Hàng Pháp nha anh em. Đây ba cái này kích thước là 27. À, nó tầm 27 lọt lòng nè, 27 anh em. Ba cái là 27 á, size 27. Em bán đồng giá nha anh em. Là bán ngẫu nhiên nha anh em, chỉ có ba cái thôi. Của hãng Tây Pháp hết nè. Em bán đồng giá là ba cái chảo là có mã là 2605, 400 ngàn một cái. Chảo 400 ngàn một cái. Bán ngẫu nhiên nha anh em, giao ngẫu nhiên nha. Anh em nào chọn trước thì mình giao tùy cái ngẫu nhiên thôi. Chứ không có chọn. Tại vì có ba cái à. Ba cái nó giống như nhau. Nè, cùng hãng, cùng size luôn. Cuối cùng là một cái chảo à. Chảo này rất là đẹp. Chảo của cũng hãng này luôn nè. Nãy giờ là 3-4 cái chảo của hãng này không nè. Tây Phát của Made in France nè. Của Pháp anh em. Cái chảo này hình như là nó chưa sử dụng. Đây, nó gần như mới vậy em. Nó đẹp. Cái này là do vận chuyển nó chày nè. Này chày nè. Chày hết ngoài nè. Vận chuyển nó chày nè anh em. Bên trong này cũng còn khá ok nè. Dày nhìn cầm nó đã lắm, dày lắm. Nhôm mà hợp kim mà dày. Rồi cuối cùng cái chảo này có mã là 2606, giá 800 ngàn. Kèm cái cây này luôn, cây bắt chảo nè. Đó. Đây anh em nấu xong rồi cái bắt vô rồi nè. Cầm xuống, nhấc xuống. Đó, nó cứng luôn. Đó. Cái bắt nồi, bắt chảo này nè. Ok. Mở ra. Đây, cái chảo phân sờ có mã là 2606, 800 ngàn. Ok, cái nồi bếp nó sôi rồi nè. Nồi áp suất nè. Nó đèn sôi, nó có áp suất bên trong, nó rất là cứng cái nắp luôn rồi. Cái nồi này gần như mới vậy đó, nên là chất lượng hay là hoạt động thì còn rất là ok. Để coi cái thông số nó là như thế này. Ở đây là nó do vận chuyển nè nên nó mớp chỗ này nè. Nó có cái chỗ mớp tí xíu nè, nó không ảnh hưởng gì đâu.
nó bị móp chốt đó. Đây là cái thông số nó nè, điện 100V 600W, điện 100V xài 600W nha anh em. Đây 100V 600W, hãng này của Nhật, nó sản xuất tại Trung Quốc, xuất và Nhật. Nó dung tích nó là 2 lít, áp suất là 82 kPa, 157 độ C, xài điện 100V 600W. Ok, nồi áp suất bây giờ nóng quá, nạp suất có mã là 2603, giá 1.200.000. Ok, em kết thúc cái video ở đây nha anh em. Anh em thấy món nào hợp hợp với mình thì mua, liên hệ số điện thoại của em nha, 0348308443. Rồi, xin chào anh em và cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.